Do nhà có con nhỏ nên tôi quyết định là thay thế hết các cái loại quạt mà cắm điện thông thường bằng cái quạt tích điện Xiaomi này. Đây là cái quạt Xiaomi 2S các bạn ạ. Cái quạt này thì nó thiết kế vẫn là cái màu trắng quen thuộc cơ bản của uh, của Xiaomi. Quạt này thì vẫn có điều khiển từ xa và có pin nha các bạn. Thân quạt và đế. Thân quạt thì nó vẫn làm bằng một cái thanh nhôm như thế này. Khi các bạn mà gắn quạt vào đế thì chú ý ở dưới nó sẽ có hai cái chấu chính là cắm để chúng ta liên kết với cả cái pin ở phần đế quạt. Cái quạt này thì nó có một cái ưu điểm là nó rất là êm. Ngoài ra nó có một cái thiết kế nó rất là đẹp. Đấy là một cái thiết kế nó rất là tối giản và hiện đại. Khi các bạn gắn thân quạt vào thì các bạn nhớ siết chặt cái ốc này vào là được. Ở đây nó sẽ có một cái dây nguồn và nó cũng như là một cái dây sạc luôn. Quạt này thì lồng tương đối nhỏ Và nó sẽ có 7 cánh Tuy nhiên thì nó sẽ rất là phù hợp Với những cái phòng mà có điều hòa Vì lượng gió của nó rất là nhẹ Nên là nó sẽ phù hợp Với cả các bạn khi mà các bạn Có trẻ con hoặc là người già Cần nằm ngủ đấy Rất là êm ái các bạn ạ Điều khiển của nó là điều khiển bluetooth nhé Khi mà các bạn sử dụng thì các bạn bấm giữ Hai cái nút bên trên kia Quạt này thì nó cũng kết nối được với cả app Mi Home đây là phiên bản nội địa nên các bạn dùng cái tài khoản nội địa là được. Trên thân quạt thì đều có cái nút để chúng ta bấm bằng tay. Ở cái tầm giá trên 1 triệu thì đây là một cái lựa chọn mà các bạn nên suy nghĩ. Đẹp, sang và nói chung là nó rất là tiện lợi.